trong chúng ta thì sẽ có quan điểm về uh, mẫu hình phụ nữ hiện đại nhưng đối với minh tú thì người phụ nữ hiện đại là người biết thích nghi biết hội nhập uh, tự lập bản lĩnh biết uh, cân nhắc lựa chọn trước mọi quyết định của mình biết hy sinh biết yêu thương và luôn có một cái tâm thế nó rất là lạc quan, tích cực khi mà đón nhận những cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình thì uh, bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay Minh Tú muốn chia sẻ cho nên là Minh Tú cảm thấy là cái cái người chị này, cái nhân vật này rất là phù hợp và Minh Tú nghĩ rằng là với những cái trải nghiệm của chị thì uh, Minh Tú đâu đó cũng sẽ được học tập cũng như là lắng nghe uh, và được chữa lành đó là chị Diệp Lâm Anh Hello Minh Tú À, hôm nay mình sẽ có một cái buổi nói chuyện à, sâu hơn nhở chị hai chị em mình là chưa bao giờ nói chuyện đúng rồi <laughs> nhưng mà em cũng nghe nhiều ấy là em đã biết chị rất là lâu rồi phải nói là có thể kêu chị là một tiếng là cô giáo ngày xưa chị, giá chị, chị chị dạy em nhảy lúc ừ. mà em vừa mới làm người mẫu luôn năm 2011 Mình... vừa mới vào hình như năm đến năm đầu tiên em đi làm người mẫu đúng không đúng rồi em vừa mới vào công ty um, venus ừ. là em do... gặp chị luôn đấy đem hỏi chân dài là gặp chị <laughs> Mà em cũng lúc mà em thấy là một người rất là sexy tại vì ngày xưa khi em còn nhỏ em rất là thích đeo đuổi hình ảnh sexy mà nhảy đẹp nữa mà em vô em nhảy không đẹp chắc quốc không? Nhưng mà... bây giờ có, có khi lại khá hơn chưa chưa khá hơn nhưng mà em nhớ là tại vì lúc đó là xung quanh đó là có rất là nhiều các um, các uh, đồng nghiệp khác đồng nghiệp. mà những đồng nghiệp đó là cũng có thâm niên trong nghề nè rồi cũng đẹp hơn con gái hơn Nhìn nữ, đó, tính hơn thôi. nữ tính hơn thôi chứ ngày xưa là chị thấy là nguyên trong một dàn venus là em là cao nhất luôn ấy xong em nhớ là có lần em tập và không được với lại em cũng sẽ hơi bị mặc cảm á bị tuổi thân á kiểu như là em nhảy không được nó cũng mềm mà em cũng hay quên bài <laughs> xong rồi chị cũng chị cũng động viên em chị nói những lời mà em cảm thấy là ok em cũng sẽ cũng nếu mà em cố lên. gắng là em sẽ làm được em nhớ chị nói là cố lên cứ làm theo chị thấy cái nhịp này là được em sẽ làm được thì em nhớ là cái 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 đầu tiên khi em gặp chị là lúc nào cũng lạc quan và cho em được một cái cảm giác là không phải là kiểu khó tính quá cũng không phải là quá là kiểu là uh, đàn chị xong rồi bánh nạp bánh hay thấy kiểu ô oh, nó cũng sẽ thích học với những người như vậy đấy là kỹ năng sư phạm đấy <laughs> Nhưng mà em cũng biết chị là một người rất là cá tính. Tại vì uh, theo cái hành trình của chị đâu đó em cũng có biết được một chút xíu hoặc là coi qua mạng xã hội và ngoài ra thì uh, cũng có nói chuyện với một vài người bạn chung thì em biết là chị cũng rất là mạnh mẽ và cá tính và đặc biệt có một thứ giống em là hơn em luôn. <laughs> Đố vậy là gì? Mọi người nói chị là Melly. Melly thì ai cũng nói rồi, cái này là bí mật bí mật các em luôn. ghê hả? đó là uống không bao giờ say. Oh. <laughs> thần côn. <laughs> à em cũng nhậu em cũng nhậu hả? không nhậu em thích ngồi uống uống thôi em, em không em chơi. không nhậu được ít đúng không? đúng rồi em chỉ nhậu ngồi <laughs> ngồi thôi. chị cũng thích là Kiểu mình ngồi chiếu chiêu ấy Nói nhậu thì nó nghe nó hơi kiểu đâm, đâm. sợ Nhưng thật ra thì thường thường là mình sẽ ngồi uống để mình uh, nói chuyện với nhau là chính tới cái tuổi mình cũng lớn rồi Còn hồi trẻ thì khác, hồi trẻ thì mình sẽ thích Đúng rồi, yolo xíu Nhưng mà còn khi mà mình mình lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn một xíu Thì lại thích là ngồi nhà Xong rồi uống với nhau vài ly Thì khi mà cảm xúc nó đi lên thì sẽ dễ chia sẻ hơn thì cách mà chị ở bên cạnh các bạn là như thế mình, mình mình ở bên cạnh là mình chia sẻ cảm xúc với nhau nên là làm vài ly nên làm càng ngày đô càng tăng <cười> <cười> em cũng thế em cũng thích Dạo um, này chị như thế nào um, chị uh, hiện đại hiện tại thì chị cảm thấy rằng là uh, rất là thoải mái chị đang ở trong một cảm cảm giác rất là thoải mái nó kiểu nó khác với cả cái cảm xúc với cả cái tâm trạng của mình cách đây khoảng độ uh, 3 4 tháng thì nó cũng khác. Bây giờ chị thoải mái lắm. Chị cảm thấy rằng là chị đã um, biết là mình cần phải làm gì. Còn cho là nửa năm trước đây đi thì mình thực sự là cũng không biết là mình sẽ phải làm gì các bước tiếp theo ngay cả trong cái giai đoạn mà chị tham gia chương trình chị đẹp ấy chị cũng không biết là chị tham gia xong chị để làm gì thì chỉ cần lúc đấy thực ra chị biết rằng là vì chị tham gia là chị muốn được gặp gỡ mọi người muốn gặp gỡ các chị ở xung quanh để mình được hấp thụ cái năng lượng uh, tích cực của mọi người để mình chữa lành cho mình ấy và mình cũng uh, sống vì cái đam mê của mình là mình không phải suy nghĩ gì nhiều nữa nhưng mà không phải là mình tham gia để mình comeback showbiz hay là mình có một cái mục đích gì rõ ràng cả thì ngay trong cái thời điểm đấy chị còn tham gia chương trình nhưng chị còn không biết là chị sẽ phải như thế nào hết còn bây giờ này thì chị ở trong cái trạng thái rất là thoải mái tham gia chương trình xong mình biết rằng là uh, cái mục đích của mình không phải là mình phải uh, lấn sân hay là mình phải comeback gì hết mà mình uh, chị nghĩ rằng là chị cũng sẽ có những cái sản phẩm chung với các chị đẹp này có những sản phẩm riêng của mình và xác định được là nó cũng chỉ là một cái sự trải nghiệm của mình thôi còn trong cuộc sống thì uh, về đấy là về công việc còn về tình cảm thì hiện tại bây giờ mình xác định được rõ nét luôn là chưa bao giờ mình đưa ra được một cái kế hoạch mà rõ nét như thế là chị xác định luôn là chị sẽ chọn cuộc sống cô đơn khi mà xác định được ấy, và khi mà mình chọn được như thế á, tự nhiên mình cực kỳ thoải mái với tất cả những thứ gì đang diễn ra xung quanh mình luôn. Từ cô đơn nghe nó hơi, hơi buồn nhỉ? Ừ. Độc thân đi. Ừ, độc thân nghe đi. Cô đơn nó, xong rồi thấy nó lạnh lẽo. <laughs> em thì thật sự, cái này em thành thật chia sẻ với chị. À, em muốn mời chị không phải là bởi vì chị đang ở trong một cái thời điểm mà đang được nhiều người quan tâm. Thật ra em cũng rất là cân nhắc, tại vì em cũng không có muốn là uh, chị, mọi người nghĩ là em sẽ chạy theo trend, mà tại vì em có những cái chủ đề mà em cảm thấy rằng là cái người khách mời này sẽ giúp, sẽ truyền cảm hứng cho em. Cái mà chị truyền cảm hứng cho em là hai cái nha cái đầu tiên là em cảm thấy chị rất là lạc quan cho dù là um, em chắc và tất cả mọi người đều biết là những cái chuyện những cái thử thách mà chị đã và đang trải qua ừ. nhưng mà em cảm thấy là chị lúc nào cũng rất là mạnh mẽ để mà đối diện với cái việc đó một cách nó rất là thoải mái nhất tất nhiên sẽ có buồn có tổn thương nhưng mà em luôn thấy chị một khi đi ra ngoài với bạn bè hay một khi mà chị xuất hiện ở các sự kiện hoặc là nơi công cộng chị luôn một cái thần thái gì đó nó rất là tích cực vui vẻ, chị luôn muốn là một người lan tỏa những cái niềm vui đó, chị ít đem một cái chị không chị là người không muốn chia sẻ những cái chuyện đó, buồn đến với nhiều người. À. Cái thứ hai là em cảm thấy là chị không có tức giận. Có nghĩa là dù tổn thương đến thế nào chị cũng không có bao giờ quá đầy nghiến Cái hoặc nhiệt. là thể hiện uh, đối với những người mà đang có tổn thương mình ừ. mà là lại rất là nhẹ nhàng tất nhiên là sẽ ai cũng sẽ có tổn thương điều đó nên đó, đó là lý do mà em cảm thấy rằng là um, em muốn nói chuyện với chị bởi vì em cũng cần những cái năng lượng như vậy em cũng cần là em cũng cần hiểu ra là ờ một người phụ nữ mà người ta đang đối diện rất là nhiều bước ngoặt rất là nhiều thử thách nhưng mà người ta luôn có một cái tâm thế rất là vững chải nhưng em thì không được nha em là sẽ rất là dễ cáu em sẽ rất là dễ thể hiện ví dụ như em buồn là em sẽ bị tiêu cực và từ ừ. kiểu, tiêu cực em sẽ bị lan tỏa những cái năng lượng nó rất là trì rồi um, khi trong một câu chuyện mà xảy ra mâu thuẫn em luôn luôn là người kể câu chuyện em là nạn nhân em luôn luôn là trách người ta và kiểu như luôn là câu có và thể hiện cái sự tức giận thì em cũng 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 không khi khi bắt đầu lớn lên thì em cảm thấy là em không muốn thì em rất là muốn trò chuyện với chị để em cảm thấy được rằng là đối diện với những cái bước ngoặt mới những cái thử thách thì cái tâm thế của chị làm sao chị có thể mạnh mẽ đến như vậy thực ra là mỗi người đều khác nhau chị hiểu tâm lý của em kiểu như cô em vừa nói là khi mà mình 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 xảy ra một cái mâu thuẫn gì đấy thì bao giờ mình cũng sẽ có xu hướng là tìm cách đổ lỗi cho người khác ai cũng thế thực ra chị cũng thế thôi hồi mà mình còn quá ít trải nghiệm với cuộc sống thì mình cũng thường là xu hướng như vậy mình hiếm có người nào mà tự nhận lỗi về mình ngay đầu tiên lắm nhưng mà chị lại thấy điều đấy hay chị thấy là cái việc mà mình có thể tự nhìn ra được là nếu như mà mình có lỗi và mình phải nhận lỗi liền ấy cái đấy nó sẽ rèn luyện được cho mình cái cái thói quen rất là hay ấy. kiểu thế ấy. chị luôn luôn chị, chị 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 quan sát ví dụ nhá chị chơi em nhá là chị sẽ chỉ nhìn điều tích cực của em rồi xong chị học ừ. xong, xong thì... chị học nhanh lắm là chị thấy bạn này chơi Tại sao bạn này nhiều bạn thế Bạn này sao lại dễ thương thế Mà sao lại hài hước như thế Là chị sẽ cố gắng chị học tất cả những gì tích cực của em Để chị có cái đó Mình không có mình học mà Còn mặt tiêu cực là mình không nhìn luôn Nhưng ví dụ như là em là Giả sử nha Em là bạn của chị Em chơi với chị một thời gian Xong em lộ ra những cái mặt tiêu cực của em Và những cái tính mà chị cảm thấy là Nó không đúng ừ. Thì <laughs> chị sẽ Không để ý hay là chị sẽ chị nói luôn liền luôn chị sẽ chia sẻ ừ. thường là chị chơi với bạn bè uh, tất cả luôn kể cả lớn tuổi hơn chị hay là tuổi hơn chị chị thấy có vấn đề là chị nói liền luôn chị bảo không 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 thể đồng ý được ví dụ như bạn mình lúc nào mình cũng banh đúng không ừ. làm sai mình cũng banh hoặc là mình hùa theo đúng không còn chị đâu không có đâu nếu như chị cảm thấy thực sự không ổn thì chị nói luôn. Tại vì nếu không ổn thì không chơi nữa. <laughs> Còn nếu như mình cảm thấy là mình hợp nhau và mình nghe nhau những cái tích cực ấy thì mình mới chơi được tiếp chứ. thế là đối với chị bạn bè chị thẳng lắm. Lúc nào chị cũng bảo, chị thấy cái đấy không được đâu em ạ. À. Đứng 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 như thế nữa. Nắn gân luôn kiểu. Và chị lại cảm thấy rằng là các bạn chị ở bên cạnh chị lại thích kiểu để thích cái điều đấy. Bây giờ em muốn hỏi chị về bản thân của chị nha. Uhm. Chị có ổn không? Bản thân chị á, thì giống như chị nói đó, chị... Uh, cảm xúc, um, tình cảm, tâm Nếu mà nói là ổn nhá, thì chưa ổn hẳn đâu. Bởi vì chị nghĩ là chị ở một cái trạng thái ổn nhất ấy, phải là lúc mà um, chị làm được nhiều thứ cho bản thân chị cơ. Hiện tại bây giờ chị chưa làm được nhiều thứ cho bản thân chị. Chị chỉ đang thoải mái ở cái mức là cảm xúc của mình như thế nào ấy. Mình sẽ nuông chiều cảm xúc của mình ngày xưa chị không nuông chiều cảm xúc đó chị cực kỳ là một cái người kiểu tác phong quân đội ấy ừ. tác phong cực kỳ quân đội là chị làm là phải làm mà còn bây giờ ấy chị cảm thấy là chị nuông chiều cảm xúc ví dụ như hôm nay là chị muốn chị muốn uống một xíu đi với bạn bè đi chị sẵn sàng chị làm điều đấy luôn còn ngày trước là chị sẽ phải cân đối là ví dụ ngày hôm sau chị có việc ấy thì sức khỏe thì không đảm bảo là chị sẽ không còn bây giờ là chị nghĩ cảm xúc của chị mới quan trọng ấy nên là chị sẽ nuông chiều theo cảm xúc mình phải tự chữa lành cái vết thương đó cho mình chứ không có ai có thể giúp mình hết. Mọi người xung quanh cũng chỉ có thể động viên mình thôi. Còn cái người mà để mà rửa vết thương, băng nó lại, khâu nó lại thì chỉ có chính bản thân của mình thôi. Là mình tự chữa lành cho nên mình không thể nào mà chọn một cái cách chữa lành nó quá gắt. Nên là bởi vậy nó sẽ là một cái khoảng thời gian mà mình sẽ phải nuông chiều cảm xúc của mình một chút xíu. Nhưng mà cái thành công nhất là chị đã nhìn ra được là chị hiện chưa ổn đúng rồi nó còn đỡ hơn là mình không ổn mình không biết ờ và mình cứ nghĩ là mình đã ổn ừ. nên là em nghĩ đó cũng là một cái điều tốt là mình đã nhìn ra được là hiện tại là ờ à, tôi vẫn chưa ổn đâu và mình vẫn cần thời gian để mà mình chữa lành nó ừ. nhưng mà em rất rất là thích hình ảnh của chị tại uh, chương trình truyền hình thực tế chị đẹp đạp gió rẽ sống rất thích luôn và em em kiểu bị ấn tượng bị được truyền cảm hứng. Tất nhiên tất cả các chị đẹp thì đều, đều rất là xinh đẹp nè, tài năng. Mọi người sẽ có những cái 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 điểm mạnh riêng. Nhưng ở chị mỗi lần mà chị xuất hiện thì em cảm thấy là chị quá mạnh mẽ. Nếu như em mà có bị tổn thương như vậy em không thể nào mà xuất hiện một cách mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tất cả những cái phần trình diễn của chị không nói về đẹp, không nói về kỹ năng, không nói về um, những cái hiệu ứng Nhưng mà cái thần thái của chị á Và khi chị xuất hiện nó rất là chỉnh chu Nhưng mà em biết rõ là Cái show, cái thời gian quay và tập Nó rất là dày Tại vì em cũng có cơ hội tham gia truyền hình thực tế rồi Nhưng mà em cũng không hiểu là Tại sao chị có thể có một cái lửa Và một cái cục năng lượng như vậy Để mà khi mà mình xuất hiện chị rất là cháy Em thích nhất là cái màn Nhảy solo của chị À mặc cái bộ lông lông. Đúng rồi. Đã không yêu thì thôi. Đúng rồi. Tất nhiên tức mấy màn mấy màn kia cũng rất là đẹp nhưng mà cái màn đó là màn em ấn tượng nhất. Tại ừ. vì ngồi trên một cái thanh nó rất là mỏng đó. Đúng Nào, không? Đúng cái rồi, đúng cái rồi. cây xong rồi bưng cái cây lên. Cái cái đấy chị cũng phải tập đó, tập mấy buổi á. Thì chị chị chỉ có thể cho em biết được là tại sao chị chọn tham gia chị đẹp đẹp giá ra sống không? Chị nghĩ là chị nghĩ là chương trình chọn chị tức là không phải ở đây là không phải là ý là không phải nhà sản xuất mời mà chị cũng đã có thời gian chị từ chối rồi từ bởi vì chị chưa giải quyết được xong việc của chị thế là trước ngày quay trước ngày bấm máy có 5 hôm thôi là vẫn còn một vị trí nữa là một chị đẹp nữa là chưa có chưa có mời được ai thì là bên ban tổ chức lại tiếp tục gọi mà lúc đấy em ơi trước năm ngày làm sao mình chuẩn bị kịp không thể kịp được chưa có một cái tiết mục thì quần áo không có rồi make up thì nó có phải là tín hiệu vũ trụ không nó chính là tín hiệu vũ trụ là kiểu gì chị cũng phải vào chương trình chị tham gia rồi ờ, em muốn biết là cái khoảnh khắc nào tự nhiên thì từ không chọn thành ok tôi sẽ tham gia chính vì gọi cho chị gần ngày quá chị lại thích những cái gì như thế chị oh. thực ra chị thích cái gì thử thách như thế đấy chị bảo là bây giờ nếu như mình nhận lời thì liệu rằng là trong 5 ngày mình có xử lý được mọi thứ không nó mới nếu như mà mình bước được lên sân khấu trong chỉ 5 ngày thôi bước được lên sân khấu và làm được một cái điều như thế ấy, thì nó mới là hoành tráng nhá kiểu như chị tự chị tự luyện nó chị cái đấy ấy. chị nghĩ rằng là cái đấy nó mới là thử thách đấy cái đấy nó mới là hay ấy chị rất thích hát cũng rất thích nhảy cũng rất thích sân khấu nhưng mà một thời gian rất dài mình không có theo đuổi cái đam mê của mình nữa mình ngưng lại đây cơ hội đến rồi cơ hội đến bây giờ sát sạt luôn rồi thì là một nơi để mình có thể sống với những cái đam mê của mình ý. Ở trong đúng một cái giai đoạn mình đang rất cần Sau khi chị tham gia thì chị thấy chương trình mang lại cho chị điều gì? Vượt qua tất cả những cái gì riêng tư của mình Để mình có thể bùng nổ ở trên sân khấu như thế thì Nó là một cái năng lượng Thực ra là khi bước vào chương trình ý, Mình gặp rất nhiều người phụ nữ khác Đến tận 29 chị đẹp khác Thì mình nhìn ở đâu đó, ở xung quanh mình ý, Nó cũng sẽ có những người phụ nữ đi qua tổn thương rồi ừ. Cũng y chang như mình và họ cũng rất là mạnh mẽ, họ cũng rất yêu đuối, họ cũng rất nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc lắm. Và cái mà chị muốn là ở đây tất cả các chị em chữa lành cho nhau, ừ. mang đến năng lượng tích cực cho nhau. Thì đấy là cái mà chị muốn. Mang đến cho các chị đẹp luôn chứ không phải là cho bản thân mình riêng. Thì thật sự là những cái lời động viên hoặc là những cái lời an ủi á nó sẽ là những cái ngọn đèn và nhiều ngọn đèn như vậy thì nó sẽ chữa lành, nó sẽ sưởi ấm cho cái uh, tổn thương của mình. Hồi xưa mỗi lần có chuyện buồn á, nó chỉ đứng cười chứ em đi làm thẩm mỹ lắm. Thói quen cũng lạ đấy nhá. Nhưng mà ngày xưa em là vậy khi em còn trẻ, em phải đi tiêm mesom, tiêm nệm kia để em cảm thấy là mình đau rồi, bây giờ mình sẽ cho nó đau nữa để lấy nỗi đau này <laughs> nhủi cái nỗi <laughs> đau. Nó phải là một cách chữa lành. Đúng. Xong rồi nhưng mà hồi nhỏ thì mình không có hiểu cái sau này thì bắt đầu lớn lên thì mình học cách chia sẻ tại vì ngày xưa em bị một cái đa nghi em hay đi nga lắm <laughs> em 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 không muốn chia sẻ cho ai hết tại vì em sợ người ta biết nhiều về em em sợ người ta thấy những cái điểm yếu của em em sợ sự ganh đua em sợ uh, giống như là mình cho người ta biết quá nhiều sau này có khi nó sẽ trở thành một cái gì đó nó tổn hại đến mình kiểu kiểu vậy sao em không chia sẻ em cứ nói em cứ để trong lòng mình cái bắt đầu uh, em thấy không ổn em mới bắt đầu học cách chia sẻ thật ra thì mỗi người sẽ có những cái góc nhìn và cái 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 chia sẻ của người ta đâu đó sẽ giúp cho mình cảm thấy ấm áp hơn mình bắt đầu mình thay đổi cái góc nhìn của mình khá là nhiều ngày xưa mình chỉ nhìn cái góc nhìn của mình thôi mình không có chịu nhìn xung quanh mình không có chịu nhìn tổng thể nhưng khi có nhiều người chia sẻ với mình nói chuyện với mình thì giúp cho mình sẽ tự khai sáng mình ra thì mình sẽ tự chữa lành bản thân của mình khá là nhiều chị giống em ngày xưa chị cũng không thích chia sẻ mà thực ra đến bây giờ chị cũng ít chia sẻ lắm bạn thân như kỳ duyên đi còn nói với chị là của anh ơi sao anh không bao giờ anh chia sẻ à anh có chia sẻ với cả trang không chị có một người bạn thân tên trang duyên có biết chả chia sẻ gì cả ô thế anh không có thói quen chia sẻ à thì là anh tức là chị cũng rất ít chia sẻ mình chỉ muốn lắng nghe thôi mình muốn lắng nghe nhưng mà từ khi mà chị có thể nói ra được những điều mà mình suy nghĩ xong mình nghe cái ý kiến của người bên cạnh mình ấy mà những người mình thực sự thương thực sự tin tưởng ấy chị thấy nó khá rất là nhiều rồi mình biết rằng là người ta suy nghĩ như thế nào về mình và những cái lời khuyên đấy có thể là mình cũng có thể làm theo cũng có thể chỉ để nghe thôi nhưng mà cái cách mà mình chia sẻ mình nói ra được ấy nó cũng là một cái cách mà mình tự chữa lành cho bản thân mình ấy. À, mọi người hoặc thậm chí cả em khi nhìn về chị hoặc nói về chị hay nói chị là một người rất là mạnh mẽ rất là bản lĩnh chị có thấy chị bản lĩnh không chị nghĩ cái từ bản lĩnh đó cũng là một cái lời khen cái sự khen ngợi của mọi người dành cho mình và chị nghĩ rằng là um, nó cũng là một cái mục tiêu một cái một cái lý trí một cái lẽ sống đi của chị Thì chị nghĩ là chị phải bản lĩnh chứ bởi vì một người phụ nữ mà đã quyết định làm sinh của mâm ấy, nó phải có bản lĩnh. Bởi vì mình sẽ không phải là mình làm một nhiệm vụ nữa mà mình đang làm rất nhiều nhiệm vụ. Mình sẽ phải vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột gia đình, vừa làm rất nhiều thứ để mình có thể lo được cho cuộc sống của chính mình này, cho con này, cho gia đình này, thì phải có bản lĩnh chứ. Chị có hay thường tự khen bản thân mình không? Chị uh, lại không để ý đâu, chị chị không tự tự khen bản thân mình, chị sợ chị bị uh, chị bị tự tin quá. <laughs> chị có bây giờ tự nhìn vô gương và chị nói là bạn ê bạn mày làm tốt rồi, mày bản lên lắm, mày giỏi lắm. Tại vì ví dụ như người ngoài khen nãy giờ em muốn chia sẻ là những cái lời thành thật chứ không phải là em đang kiểu khen cho chị vui. Ừ. Nhưng mà chị sẽ luôn không có thực sự công nhận bản thân mình, nhưng rõ ràng là Chị bán lĩnh, chị giỏi, chị đẹp ừ, Đấy cũng có thể là một cách Để mình phải tiến lên phía trước đấy Chị không bao giờ chị nhìn vào gương thôi, chị bảo là Ok hôm nay mày làm tốt lắm phải không Không bao giờ như thế ừ. chị, chị sẽ nhìn vào, chị sẽ nhìn vào Nguyên một ngày hôm nay Lẽ ra mình có thể làm tốt hơn như thế Mình phải cố lên Tức là ngày mai Bất kể một chuyện gì nhá, Chị luôn luôn chị nghĩ rằng là Chị còn phải làm được hay hơn như thế ừ. Giỏi hơn như thế nữa Luôn luôn là mình Chị có một cái suy nghĩ như thế Nó cũng là một cách chị nghĩ là nó cũng là một cách để mình luôn luôn là đeo đuổi một cái gì đấy nó hoàn hảo thực ra thì không ai hoàn hảo cả nhưng mà nó là một cái thứ mà mình theo đuổi các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú tại sao mà em dùng uh, chọn chủ đề bước ngoặt cho chị tại vì em cảm thấy là chị có rất là nhiều bước ngoặt lớn trong trong cuộc sống của chị uh, ví dụ như là rất đam mê về ca hát Uh, nghệ sĩ nhảy uh, người mẫu nói chung là chị là một người yêu sân khấu yêu ống kính và yêu thế giới giải trí nhưng đùng một cái chị chọn bước ngoặt hôn nhân xong rồi sau đó um, chị chọn bước ngoặt kinh doanh thì em sẽ không hỏi về phía hôn nhân tại vì em nghĩ là em cũng đã được lắng nghe rất là nhiều và các bạn cũng đã được chia sẻ rất là nhiều trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội nhưng em muốn thắc mắc với chị là về bước ngoặt kinh doanh à, chị bước vào cái bước ngoặt đó chị có phải cân nhắc rất là nhiều không thực ra là mình không có lựa chọn đi chứ đấy là chị chia sẻ thực ra là không có lựa chọn có nghĩa là khi mà chị đã xác 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 định ý, là gia đình thì mình chọn gia đình đúng không? Mình sẽ phải ngưng nghệ thuật Và Ngưng nghệ thuật rồi thì mình sẽ phải làm gì để kiếm ra tiền Và chị luôn luôn chị suy nghĩ là Ở trong cái khía cạnh là thời gian đấy Nếu như chị không có công việc Thì chị sẽ đương nhiên Chị sẽ bị gắn mát là ăn bám Nhưng mà chị nghĩ sao nếu như mọi người hay nói là Uh, làm dâu nhà Hồng Môn hoặc là mình uh, may mắn được gặp một người partner của mình là có điều kiện thì đa số là mọi người sẽ có một cái suy nghĩ là muốn chị là ở nhà làm uh, làm vợ, làm mẹ, là người phụ nữ của gia đình. Chị cũng chọn như thế mà, chị cũng chọn làm vợ, làm mẹ mà. Đúng. Nhưng mà chị phải chọn thêm nữa chứ. Mình có đam mê của mình, mình có ước mơ của mình mà. Mỗi người phụ nữ đều cần phải chọn một cái một cái điều đam mê để mình theo đuổi ví dụ như là như chị lúc đấy chị chọn kinh doanh đi là mình phải có sự nghiệp của mình chị nghĩ là phải có sự nghiệp của mình chứ không thể nào mà lui hẳn về và để cho người chồng của mình ấy gánh nặng ấy để thách kế hết cho mình được chị lại nghĩ rằng là luôn luôn trong cuộc sống kể cả người partner của mình hay là có điều kiện đến đâu ấy thì mình cũng phải san sẻ gánh nặng ra Tại vì theo em biết là chị có kinh doanh trà sữa nè Rồi kinh doanh mảng giải trí nè Dịch vụ ăn uống nhà hàng nè, khách sạn nè Nó rất là nhiều Chứ không phải chỉ đơn giản là kinh doanh trà sữa không Thì ý là để bắt đầu như vậy Trước khi bước vào cái những cái bước ngoặt đó Chị phải chuẩn bị gì? Và chị phải học lại từ đầu luôn hả? Thử thách, lại là thử thách Chị lại thích thử thách Chị thích cứ đương đầu với cái gì mà chị không làm, chị chưa bao giờ làm ấy nó khó ấy, là chị thích nó có độ khó ấy, là chị càng thích thì lúc đấy chị nghĩ rằng là kinh doanh kinh doanh thôi gì đâu mọi người cũng kinh doanh mà thì bây giờ mình phải kinh doanh thôi bắt đầu học học bắt đầu từ việc là chị còn phải tự tính lương ấy hồi đầu tiên mở cửa hàng trà sữa là chị còn tự ra múc chân trâu xong rồi chị còn kiểu cái cửa hàng đầu tiên ấy xong rồi chị còn tự tính lương mà mà ngày xưa chị còn chưa biết cả excel ấy em mà bắt đầu xong mà học từ excel là những cái năm đầu tiên mà làm trà sữa đấy em tính lương cho nhân viên tính bằng sổ xong bắt đầu tăng lên hai cửa hàng đã bắt đầu mấy chục nhân viên rồi đã bắt đầu cũng hơi xoắn não rồi đấy thì bắt đầu mới thành lập công ty từ việc là mình sẽ phải tự làm tính toán thì mình sẽ học cách điều hành đấy học cách điều hành công ty là việc điều hành thì nó cũng sẽ có những cái kỹ năng khác nữa nhưng mà chị có cảm thấy chị có năng khiếu không chị thì chị năng khiếu chứ Đúng chị học không? nhanh ừ, chị học nhanh lắm chị nhưng cái đấy là chị bắt đầu học cái là chị làm được luôn ấy chị cảm thấy chị làm được luôn ấy ừ. và làm được tốt luôn tại vì em thấy là từ nghệ thuật mà chuyển qua làm kinh doanh một cái thôi nó đã rất khó rồi mà chị kinh doanh bốn năm thứ nó bị ghiền ấy. lúc mà chị kinh doanh được xong chị đang làm trà sữa chị mở thêm thời trang nữa ừ. đấy xong rồi từ thời trang xong bắt đầu chị làm uh, cốc theo làm quán ba ừ. em em có biết lúc mà chị làm cái quán ấy chị bảo là trời ơi live đã ừ, đã bao giờ làm night không mà tự nhiên đi làm làm sao mà có thể làm nhiều như vậy vừa làm vợ vừa làm mẹ rồi vừa làm sếp chị có thấy là tại sao lúc đó chị có thể cân bằng hết tất cả mọi thứ và làm được hết tất cả mọi thứ trong một thời gian không chị nghĩ là lúc đấy bởi vì um, chị không có tập trung vào chuyện tình cảm mọi người sẽ bị share cái thời gian của mình rất nhiều vào chuyện tình cảm mình phải chăm sóc một người nào đấy hoặc là mình phải để ý cảm xúc người ta hoặc là mình phải quá bận tâm đến cái cảm xúc của mình ấy là mình đang, mình đang được yêu chiều thì mình sẽ phải bỏ thời gian ra cho cái việc đấy cái gì mình thích thì mình sẽ bỏ thời gian mà thì cái việc mà mình được yêu ấy mình cũng thích cái việc đấy nên là mình sẽ phải rất tốn thời gian cho việc đấy Thế chị cũng có thời gian về chuyện tình cảm Chị hoàn toàn chỉ có công việc, công việc, công việc con cái, con cái, con cái Con cái, con cái, gia đình, công việc, công việc Nên là quỹ thời gian của chị không bị share vào cái chuyện là yêu đương Ý là khi mà mình tập trung nhiều về công việc và con cái không đâu đó mình sẽ quên đi cái người chồng của mình thì Cái người mà gọi là bạn đời của mình đi Và thường người ta cũng nói là đạo vợ chồng thì tình yêu nó cũng sẽ phải có cần sự vun đắp. Thường thường thì mọi người um, khi mà yêu lâu rồi thì thường mình sẽ bị ý y, mình sẽ bị kiểu giống như là, uh, mình không, mình bị lùi trong cái chuyện làm mới và mình cứ tập trung vào sự nghiệp. Mình nghĩ là có sự nghiệp thì mình sẽ ổn định, bởi vì mình sẽ có kinh tế, thì kinh tế mình sẽ sang sẻ. Nhưng đâu đó nhiều khi cái, cái người kia người ta không hiểu giống như mình. Ừ, cũng phải đó tại vì lúc đấy là cũng có trục trặc rồi à... Đấy, cũng có trục trặc rồi Nên là chị mới bảo là Thôi không thể nào mà ngồi một góc Mà ủi rột mà kiểu thì cứ mãi suy nghĩ về chuyện tình cảm được Nên là mình phải lao đầu vào công việc Chị chọn cách là lao đầu vào công việc mà Ôi như vậy là chị đã xảy ra trục trặc khá là lâu Lúc ấy là chị nhớ là cái lần trục trặc đầu tiên Là lúc mà chị mới sinh bé đầu tiên ấy. Nếu mà chị trục trặc trước đó Có nghĩa là chị cũng đã Có một thời gian gọi là cố gắng rất là nhiều, hy sinh rất là nhiều cho cái mái ấm, mình cho cái gia đình nhỏ khi, cho con mình. khi mình có con rồi hay mà mình có con rồi thì mình phải mình nhiều cái tính toán lắm chứ không phải vì bản thân mình nữa. giờ nếu mà hai vợ chồng mà ở bên cạnh nhau mà không có con đi thì giải quyết mọi thứ nó dễ lắm. nó giống như là người yêu vậy thôi. Yeah. nhưng mà em 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 tin chắc là chị cũng đã rất là cố gắng cố gắng trước thì các em cũng sẽ hiểu cho cái sự cố gắng và hy sinh của chị tụi nhỏ nó lớn lên ấy, nó tự sẽ tự hiểu rồi em ạ giống như mình ấy có nhiều cái mà ngày xưa mình không thể hiểu cho bố mẹ mình được ừ. đúng không nhưng khi mà mình lớn lên đi rồi cứ yêu đi rồi cứ gặp chuyện đi rồi mình sẽ hiểu tất cả những gì mà cha mẹ đã từng trải qua và mình sẽ có một cái góc nhìn khác người lớn nào cũng từng là trẻ con và trẻ con nào thì cũng sẽ lớn lên cho ừ. nên là nghe không chị nói đúng có những thứ là mình đứa trẻ cần phải lớn lên nó trải nghiệm giống như mình mình cũng phải lớn là mình trải nghiệm thì mình mới đủ cái sự thông cảm và hiểu được tại sao ngày xưa bố mẹ mình sẽ có những cái quyết định như vậy. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Sau khi kinh doanh thì chị lại uh, lấn sân vô mảng thương mại điện tử. Và chị làm rất rất tốt luôn rất bài bản tại vì em coi một vài phiên của chị à... em khá là bất ngờ em nghĩ là ủa một người vừa có thể làm uh, tốt về mặt làm mẹ nè một tốt về uh, mặt kinh doanh nè rồi tốt về uh, về mặt giải trí đi, cái đam mê của mình đi bây giờ là lấn sân thêm thương mại điện tử tại sao chị nghĩ về 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 cái bước ngoặt đó lúc đấy là chị có một cái thương hiệu thời trang và chị uh, kiểu hàng tồn nhiều của em ạ nên là, ừ nên là chị nghĩ rằng chị thấy cái thương mại điện tử ấy cái việc mà livestream ấy nó đẩy hàng rất là tốt chị nhìn thấy là ủa sao các bạn ấy bán được nhiều thế nhỉ thì là chị mà cái cái phân khúc của cái nhãn hàng của chị nó lại rất là phù hợp thế là chị quyết định rằng là chị sẽ đẩy thử lên sàn thương mại điện tử bán thử thì cái doanh số nó ra một ngày ấy, nó ra trong một phiên live nó bằng là phải mấy ngày bán hàng Mấy ngày bán kiểu mình chạy ẹt bị thông thường mình bán ấy Thì chị ấy bảo là Ủa sao mà bây giờ mình mới biết đến này nhở Kiểu Mình cảm thấy rằng là mình luôn luôn phải update bản thân mình ấy Mình phải luôn luôn Trong kinh doanh mình luôn luôn phải update bản thân mình Mình phải luôn luôn tìm tòi Mình tìm hiểu và mình phải thay đổi suy nghĩ Đấy Thế là cái duyên đến với livestream là như thế Xong thế rồi em hay bán chị bán đủ loại mặt hàng đúng không Đúng rồi xong về sau là um, khi mà bắt đầu lên livestream rồi thì các nhà hàng bắt đầu tìm tới và họ cũng muốn là hợp tác thì chị mình nghĩ rằng là đầu tiên ấy thì chị cũng bị ngại chứ chị nghĩ rằng là mình cũng từng là nghệ sĩ cái quan điểm của mọi người khi mà xem livestream thì mọi người luôn luôn nghĩ rằng là livestream là bán những cái mặt hàng rẻ tiền không chất lượng kém chất lượng thì chị cũng bị ái ngại về cái chuyện đấy nhưng về sau là chị mới thử một hai phiên ấy thì chị thấy rằng là nó cũng hay mà và mình mang tới những cái mặt hàng chất lượng và mình thay đổi cái quan điểm của mọi người được là sẽ mua được hàng chính hãng sẽ uh, săn được những cái điều tốt ở trên một phiên livestream nhưng mà cái tần suất làm việc của chị nó rất là dày luôn uhm, chị thường là chị có khoảng một tuần một buổi thôi nhưng mà mọi, mọi người lâu ừ nhưng mà một một buổi đấy của chị kéo dài khoảng độ 5 tiếng Tại vì em cũng đã từng được mời đi livestream rồi <laughs> Em livestream một tiếng rưỡi thôi là em cảm thấy cái cổ họng em nên đi bỏ rồi đó à... <laughs> Sao mà có thể mà live liên tục như vậy Và rõ ràng um, không phải là vì chỉ đơn giản là về uh, kinh tế không Tại vì chị em nghĩ là những cái lĩnh vực khác của chị cũng đủ để cân bằng kinh tế trong cuộc sống của chị và con của chị. Nhưng mà em thấy chị rất là nhiệt huyết trong cái có cái quyết định lựa chọn của chị ví dụ như khi mà chị chọn livestream là chị làm nó rất là bài bản từ giá từ cách mà content trước khi phiên live là sẽ có những cái thì xin ờ, đúng không ấy <laughs> <laughs> là ủa sao mà bả xin gì trời ơi, mà bả nghĩ ra rồi bả làm rồi khi mà chị đưa cái gì lên là sẽ có các bạn nói chung là em thấy nó rất là bài bản thì chị nghĩ rằng là chị luôn luôn muốn là làm cái gì cũng phải chuyên nghiệp ấy nó hình ảnh mình lên và thay đổi quan điểm của mọi người về chuyện mà nghệ sĩ livestream ừ. bởi vì thực ra nó cũng đã phát triển ở các nước rất nhiều rồi đúng không ví dụ như là nghệ sĩ mà livestream ở nước ngoài ở, ở ở chung đi thì toàn nghệ sĩ hạng A không em ừ. và nó rất một phiên live nó rất chuyên nghiệp và nó ra rất nhiều tiền Vậy thì mình sẽ là một trong những người mà ví dụ như là nói là tiên phong livestream thì không phải nhưng mà một trong những nghệ sĩ đã um, có thể thay đổi được cái quan điểm của mọi người um, của khán giả. Nhưng mà khi mà tần suất làm việc nhiều như vậy thì chỉ có thời gian cho bản thân mình không? Chị cố gắng để không có thời gian rảnh ý. Thời gian rảnh mình lại suy nghĩ linh tinh mình lại buồn ý. Nên là mình càng phải làm nhiều hơn. Ừ. Thật ra chị cũng đam mê Chị thấy rằng là đầu tiên chị like cho vui thôi Nhưng bây giờ chị cũng thấy là chị cũng đam mê đấy Thì chị mới làm được như thế chứ nhở Nói liên tiếp 5 tiếng mà à, em ơi Nhưng mà đam mê gì nhở <laughs> Cho em hỏi thử ơi Vui, vui, live stream vui đấy em ạ à. Chị thương. ngồi cạnh bông chuẩn mà nhiều khi nhá Chị cảm thấy là bông like mà kiểu muốn nói cuốn cướp thoại của chị mà còn không cướp được thoại cơ mà kiểu thế Bảo, con này nói mà không để cho người ta nói với <laughs> <laughs> vui đây mà tại vì mình kiếm được những cái mình tìm được những cái niềm vui á bản thân mình à... tìm được cái niềm vui trong việc đấy hồi nãy thì em hơi lo ngại về cái việc là ừ khi mà mình làm nhiều như vậy mà trong cái thời điểm là mình cũng đang chữa lành thì đầu tiên là về sức khỏe nè mình sẽ không có thời gian nhiều bảo đảm cũng chị sẽ không có ngủ nhiều không có được ngủ như người ta là 8 tiếng ngày tại vì sáng phải dậy đưa con đi học trước khi đưa con đi học phải cho con ăn Nói chuyện với con chút xíu Chị lại chị lại được cái là có Thực ra là cũng có bà ngoại để cùng chăm em bé ấy. Nhưng mà không phải là Thường xuyên không được ngủ 8 tiếng đâu Tức là cũng Hầu như tần suất Thì là Làm việc cũng dày ừ. Không ngủ 8 tiếng mà thường xuyên Chắc là giờ này là Chị nhớ là <laughs> Không nhưng mà em thấy, giảm sút rất nhiều Em thấy đa số uh, Những nhà tỷ phú ngày cũng có 5 tiếng à <laughs> tỷ phú của thế giới vậy em bảo là mai mốt chị sẽ làm tỷ phú đấy phải không <laughs> Em thấy cũng rần rồi Cũng rần rồi đó Rồi vậy sẵn đây em hỏi chị một câu nè Chị suy nghĩ về câu hồng nhan bạc tỷ Hồng nhan bạc tỷ chuẩn rồi gì nữa Là chị á <laughs> <laughs> thì, thì, cố gắng Bởi vì nó cũng là một cái mục đích Được hay không được thì mình cứ mơ ước đi em ạ à. Bởi vì chẳng ai mà đánh thuế Cái ước mơ của mình đâu Chị có mơ ước mà chị phải là bạc tỷ và bạc tỷ tự thân ừ chị muốn thế thì mình cứ mơ đi bây giờ phải mơ tới thì mình mới bắt đầu mình mới um, có những cái suy nghĩ và bắt đầu mình mới làm và bắt đầu mình mới uh, giống như chị là làm không mệt không ngừng nghỉ còn nếu mà bạc tỷ theo kiểu người ta cho thì thì cứ ngồi đấy mà chờ đợi thôi. Thật ra hôm nay em cũng được khai sáng một cái mới nha. Tại vì hồi xưa giờ em cứ nghĩ khi mà mình bị tổn thương hay khi mình mệt thì thường đa số mình sẽ chọn dừng lại để mình chữa lành. Nhưng mà hôm nay chị nói một cái ý em cũng thấy đồng 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 điệu là rõ ràng mỗi người sẽ có một cái cách chữa lành khác nhau. Cách của chị là chị sẽ khiến bản thân của mình bận rộn để mình không có thời gian mình suy nghĩ linh tinh để mình tìm được những cái niềm vui ở những cái công việc khác mà mình yêu thích ừ. chị nhiều niềm vui tại vì chị quá nhiều niềm vui em mà tức là cái gì cũng có thể làm chị vui được <laughs> các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú trước đây thì những người mà theo dõi của chị theo dõi chị lâu năm á, thì người ta sẽ biết hết cái thông tin quá trình và con đường phát triển của chị nhưng uh, sau tần suất trong năm cuối năm vừa rồi cho đến năm nay á là chị xuất hiện rất là liên tục mạng xã hội cũng có chắc chắn nền tảng thương mại điện tử cũng có truyền thông cũng có các show uh, truyền hình thực tế cũng có uh, cái tần suất nó xuất hiện dày đặc như vậy á có phải chị đang chứng minh là chị ổn không Tức là nó không phải là chứng minh. Ừ. Chị nghĩa là chị chị mà ổn ấy thì chị chẳng cần để chứng minh cho ai cả. À, tự nhiên chị ổn thôi vì nếu nhé chế thật nếu như mà chị không ổn thật nhé chị sẽ không bao giờ làm được những điều như thế chị chỉ nói là chị chưa ổn hẳn thôi lúc nãy em hỏi chị là chị ổn chị có ổn không thì nói để mà nói thì mình tự biết rằng là mình chưa ổn hẳn nhưng mà rõ ràng trong con người mình này, nó phải có thì mình mới có thể thể hiện ra ngoài đúng không nên là mình có cái gì ấy là đặc biệt nhé là em tham gia truyền hình thực tế rồi mà em thấy rằng là truyền hình thực tế thì không thể giấu được cái gì hết từ cái cá tính rồi từ cái thói quen hay là từ cái cách mà mình cấu cắt với một cái chuyện gì đấy thôi nó lòi ra hết em em thì nằm ngoài lệ tại vì em ở trong giới của chị em cũng có những cái trải nghiệm giống như chị nên là đâu đó em sẽ hiểu nhưng có nhiều người ta hãy là ở hồi trước lâu lâu người ta mới thấy uh, tin tức về chị uh, xuất chị xuất hiện ở các event nhưng gần đây thì cái tần suất chị xuất hiện rất là mạnh mẽ nên là người ta nghĩ là chị uh, comeback chị rất ổn cho nên là chị đang muốn chứng minh là um, sau cái bước ngoặt đó sau cái uh, tổn thương này tôi phải chiến hết mình tôi sẽ bùng nó Bùng hết mình đúng không <laughs> Bùng hết sức đúng không nó là những cái gì chị có thể làm được và chị muốn cho người ta thấy rằng là chị sẽ làm được những cái gì ừ. đó ờ, mình cũng phải có một cái một cái hệ tư tưởng của mình chứ tức là những cái đấy là tôi có thể làm được nhưng bởi vì tôi không chọn làm cái đấy tôi chọn gia đình tôi chọn những cái gì ở cái thời điểm đấy cảm thấy thực sự phù hợp với mình thực sự là cái tôi muốn còn khả năng của tôi <laughs> tôi có thể làm được rất nhiều thứ kiểu như thế nó cũng là một cách là chứng minh đấy nhưng mà nó là không phải là chứng minh mình ổn tại vì chị là một người mạnh mẽ và một người bản lĩnh nếu như mà có một nếu như em nghĩ là ở ngoài xã hội ngoài kia cũng sẽ có rất là nhiều người phụ nữ họ không có được cái sự mạnh mẽ hoặc là một cái suy nghĩ mà nó độc lập như vậy, họ sẽ thường chọn bị đục rè bị chịu đựng không dám bước ra khỏi đúng rồi, vùng an toàn và không dám bước ra khỏi chính câu chuyện của mình luôn. Chị cũng từng từng như thế nhưng mà uh, bởi vậy nên là chị ở đây. Và bởi vậy chị cần phải làm nhiều hơn. Để làm gì? Mình có thể truyền được cái sự mạnh mẽ đấy online. <laughs> nhiều khi là mình không thể gặp để mình ôm một cái mình nắm tay một cái để mình có thể nói một điều gì đấy trực tiếp với người ta trực tiếp với những người phụ nữ đấy để truyền cho họ cái sự mạnh mẽ và mình có thể chia sẻ trong những cuộc gặp gỡ kiểu như này và mình có thể nói được ra và những người nghe được những điều này người ta được truyền một cái điều gì đó có nhiều người thì họ sẽ nói là ừ tại vì uh, chị xinh đẹp, chị thông minh, chị giỏi nên là chị sẽ uh, dễ dàng hơn, gặp nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống uh, nên là chị sẽ tự do thoải mái trong cái sự lựa chọn của chị nhưng với họ thì họ cảm thấy là họ bản thân họ không có được những cái gọi là những những cái nền tảng như vậy Ừ, nên là họ hay kiểu sẽ sợ ơi đừng sợ nữa, bởi vì rõ ràng như ngày xưa chị cũng không đẹp đúng không? không? Ừ, tức là nói chung là mình phải càng ngày mình càng biết làm bản thân của mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn Từ việc là ví dụ như là mình có thể là yếu đuối thì mình đi tập thể dục đi, chạy bộ đi, mình khỏe lên liền rồi mình không được đẹp đi, mình đi làm đẹp đi, mình đẹp lên điền, mình phải là luôn luôn phụ nữ, ấy, luôn luôn cố gắng để làm một cái phiên bản của mình thật là tốt, mỗi ngày đều đẹp hơn, đều tốt hơn, khỏe mạnh hơn, giàu hơn. cứ mình cứ theo đuổi cái điều đó đi là tự mình sẽ bước được ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Tuy là xuất phát điểm của em nó rất là trung bình, trung bình thấp nhưng mà cái mục tiêu của em là em luôn cố gắng mong muốn trở thành một người phụ nữ có khí chất ừ. kiếm tiền giỏi biết yêu thương bản thân phải biết làm đẹp mình không đẹp thì mình làm đẹp chắc chắn không có ai mà hoàn hảo hết ai cũng sẽ thiếu hụt chỗ này chỗ kia và bây giờ thì có rất là nhiều công nghệ để có thể giúp mình uh, sống thoải mái hơn đẹp đẽ hơn uh, biết hy sinh biết yêu thương và biết lắng nghe đó là những cái mục tiêu mà em luôn muốn trở thành một người phụ nữ có khí chất ở trong suy nghĩ của em. Một người phụ nữ có khí chất hay cái đấy là nó không phải là cái đấy không không, không phải tự nhiên mà có đâu. đúng rồi. Nó là phải là rèn luyện đấy nhá. Đúng rồi. Và nó trải nghiệm đấy nhá. Chị là đúng một không? người phụ nữ có khí chất đó. Thì chị cũng thấy chị chất mà. <laughs> đó vậy mới thấy chị <laughs> đúng là chị nè đúng không nếu như mà cái đấy mà mình còn không tự nhìn thấy ở mình nữa thì mình có gu và chị thích ngay rất là tốt giống như chị nói là chị học rất là nhanh và em thả chị vào môi trường nào chị cũng có thể sống được chị là như thế nhưng có một cái hay nữa là chị có một group bạn và cái group bạn đó của chị với chị rất là lâu năm ừ. và tất cả những người bạn của chị ở đều rất là hạnh phúc ở thời điểm hiện tại họ rất là viên mãn ừ. từ trần hiền nè bông chuẩn nè rồi à, trang nè đó là một cái group friend mà em nghĩ là cũng mười mười năm. mấy năm bọn đúng chị không? là từ next stop đấy năm đầu tiên 2010 nghìn ừ. mười ừ. ừ. năm rồi có ngày trong một nhóm bạn gái mà chơi lâu như vậy sao phải bảo đảm phải có một cái điểm chung gì đó chứ thường thường con gái chơi chung với nhau nó cũng phức tạp ạ à. thì nữ nữ mà chơi với nhau thì hay hay bị cấn cái chỗ là nếu như mà con nào hơn con nào là hay hay kiểu <laughs> đố kỵ đúng không Em cái điều đấy là em nói đúng không? dụ như là hơn ai hơn ai cái là trong lòng nó sẽ có một cái sự đấu kỵ nhất định nhưng mà bọn chị chơi là bọn chị nâng đỡ nhau. Cái người phụ nữ ấy mạnh mẽ. Ấy. Theo chị thì là một người phụ nữ có thể nâng đỡ được những cái người phụ nữ ở bên cạnh mình thì mới gọi là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiểu quyền lực ấy. Chứ nếu như mà phụ nữ chơi nhau mà chỉ để nhìn vào những cái mặt là ai hơn ai, hơn thua nhau ấy thì khó chơi lắm và nhóm bọn chị chơi là đứa nào cũng có cái sự nam tính ở trong trong máu đó, đó. nên là mới chơi được với nhau bốn bốn người phụ nữ đó em thấy có một cái điểm chung á là rất là cá tính mạnh ừ, cá tính, tính mạnh lắm từ hiền hiền là thôi rất là men luôn <laughs> em biết hiền rất là lâu rồi tại vì em em đi diễn và tiếp xúc với hiền khá nhiều với lại um, bông chuẩn Bông nhưng rồi. mà bông những thì sẽ nhẹ hàng nhàn hơn hiền một chút xíu biết ngoại giao hơn hiền chút xíu và bà hiền cũng là người mà thích là thích mà ghét là ghét theo những gì em được biết thì mỗi thành viên sẽ có những lúc họ cũng ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn khó khăn về mặt tâm lý cảm xúc và những cái thử thách thì thường mọi người sẽ giúp nhau hoặc an ủi nhau làm sao ví dụ nhá chị đi là chị không quen tâm sự nhất là chuyện của mình có thể làm người ta đau mút ấy thì chị ông chia sẻ thì bọn nó tự biết cái cái mấy đứa nhắn tin lên group kêu là bạn cún ơi bạn cún uh, đi sang đây uh, ăn uống đi kiểu thế tức là nó là một cái cách quan tâm ừ. chị biết rằng là mọi người đang biết là mình buồn và không phải là rủ sang đây để tâm sự nói hẳn ra là sang đây tâm sự đi mà sang đây ăn uống đi bọn mình gặp nhau ăn uống ấy lâu lắm không gặp rồi mà đấy là những cái cách mà bọn chị chia sẻ với nhau bất kể đứa nào mà có có chuyện gì là là ba người còn lại là sẽ ở bên cạnh khi mình chơi lâu mình sẽ hiểu là thực ra là có những cái nỗi buồn hoặc là những cái sự tổn thương thì cái người kia người ta chỉ cần có người ngồi bên cạnh thôi chứ cũng không có cần phải hỏi quá nhiều khi nào mà mình muốn chia sẻ thì mình sẽ tự chia sẻ em em hiểu điều đó. Ừ, Đấy, thì em cũng sẽ có những người bạn như thế. Không hỏi gì đâu. Tới cho ăn cho uống xong rồi, <laughs> vui, đấy. ngồi là... vui vui thế thôi. Nhưng mà là một cái cách uh, để động viên nhau, động viên nhau và ở bên cạnh nhau. Và thay vì mình nói rằng là bọn tao luôn ở đây với mày, thì không cần phải nói thẳng ra như thế. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Đối với chị thì định nghĩa của người phụ nữ hiện đại là gì người phụ nữ hiện đại á chị nghĩ nhá Đầu nhất là dám nghĩ dám làm tự chủ kinh tế đẹp ừ. phải đẹp đúng rồi <laughs> hiện đại mà cái từ hiện đại nó đã nói lên tất cả rồi là phải đẹp chứ bây giờ em nhìn tất cả mọi cái thiết bị hiện đại cái gì nó cũng đẹp không nó phải đẹp nói tầm mỹ nhá có nên biết hy sinh không hy sinh vì những thứ đáng để hy sinh còn không nên hy sinh đam mê của mình sở thích của mình gần đây thì chị mới suy nghĩ được điều đấy không nên hy sinh những cái mình thực sự yêu thích những cái thực sự là mình vì một cái gì đó à, sao vậy chị có những lúc mà chị hy sinh cái đam mê về nghệ thuật của mình để mình chọn ừ. gia đình ấy tức là lẽ ra thì mình không nên hy sinh là mình không nên ngưng hẳn lại ừ. một cái đam mê của bản thân mình mình có thể là mình vẫn lựa chọn song song được phụ nữ ở những thế hệ đi trước đó, thường thường là sẽ nói với nhau là phụ nữ là phải biết hy sinh hy sinh cho chồng con phải biết hy sinh hết tất cả mọi thứ phải ở nhà mẹ của em cũng lâu hồi nhỏ ấy, mẹ em cũng nói em vậy nhưng bắt đầu em lớn lên là em em có cảm nghĩ khác có thể là do hai thế hệ nó khác nhau và cái va chạm cuộc sống nó cũng khác nhau và rõ ràng ở thời điểm hiện tại mình văn minh hơn và mình hiện đại hơn thế hệ của ba mẹ mình và chắc chắn là thế hệ trẻ hơn nó sẽ hiện đại hơn mình thì em nói là hy sinh thì sẽ hy sinh tùy hoàn cảnh tùy lúc và tùy điều và nó có đáng hay không nữa ừ. với lại hy sinh nó khác với chịu đựng nha sau một thời gian hy sinh mà em mà thấy ví dụ như hy sinh mà em cảm thấy em không có được một cái gì hồi đáp á thì em sẽ ngân à Em là sẽ không chọn chịu được đâu. Đúng, rồi. đúng rồi. Tại vì em cảm thấy rằng là cái người sẽ ở bên em từ lúc em sinh ra đến khi em không tồn tại nữa đó là bản thân của em thì em phải yêu thương bản thân của em nhất. Đúng chắc rồi. chắn là sau này em có con, em sẽ thương con của em luôn, em biết tại vì em chưa có con em chưa biết gì thôi. Thì người mẹ thì người ta sẽ có những cái hy sinh nó vĩ đại hơn. Nhưng mà ở cái điểm của em chỉ là điểm rồi em là một người đang độc thân chuẩn bị bước sang hôn nhân ừ. thì em cũng được dạy những cái điều là ừ có chồng rồi đạo chồng lập hôn nhân là phải biết hy sinh phải biết uh, buông bỏ phải ở nhà này nọ vân vân và vân vân những cái điều mà ngày xưa ông bà mình cũng là hay... thường loay dạy à, chị nghĩ nó cũng là một cái hệ tư tưởng về cái tư hy sinh nhá chị nghĩ là phụ nữ ấy không 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 nên hy sinh đâu bởi vì cái việc mà mình đã phải là tấm thân phụ nữ đã phải mang nặng đẻ đau đó cũng đã là một cái sự hy sinh rồi đúng không bởi vậy nên mình sẽ không cần phải hy sinh những cái khác mà mình sẽ dùng một cái hệ tư tưởng này đi nó là vun vén em ạ à, chứ mình không mình sẽ không hy sinh đâu mình vun vén có nghĩa là mình lấy chồng thì mình sẽ cố gắng là người phụ nữ phải biết vun vén cho gia đình chứ không phải cần phải hy sinh thời gian hy sinh uh, đam mê Hy sinh những cái là bản thân mình, mình không nên đi sinh thế là Nhưng mình... mà mình biết cách vén vẹn à, Và mình chọn nó ở... ừ. Thời điểm phù hợp Kiểu như là mình vẫn giữ đó Nhưng mà cái từng thời gian nó sẽ ít lại Chị nghĩ như thế nào về câu là Người phụ nữ hiện đại thì phải thích nghi với thời cuộc Thích nghi với thời cuộc á Thực ra là Lúc nào cũng cần phải thích nghi mà em Đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng suy nghĩ ra được gì đâu Có những người là họ mặc định giống như một cái chuyện nãy em tâm sự với chị ấy ý là phụ nữ là phải như vậy phụ nữ là phải thế kia em thì có những cái em sẽ đồng ý nhưng có những cái thì em cũng sẽ không phải không đồng ý mà em đang em hay giải thích với những người lớn trong nhà em là tại vì em sinh ra ở thế hệ sau này cái sự lựa chọn về hôn nhân nó cũng sẽ khác à, lựa chọn về nghề nghiệp nó cũng sẽ khác đúng là các cái cô các gì các mẹ luôn mong muốn như vậy là nó đúng nó hợp lý nhưng nó đẹp, nó đúng và hợp lý ở hoàn cảnh của thời mẹ. Ừ. còn thời con thì nó khác, ví dụ như hồi xưa mẹ là 30 tuổi mà chưa cưới đó là ế. Nhưng thời nhờ. thì ế thì thì thời của con thì là đó, bây giờ Đi con thương. ba mẹ em nói hoài à nhưng mà nói giờ con 33 tuổi con vẫn đang hạnh phúc. ví dụ như hồi xưa mẹ mẹ cũng sẽ hay nói là các người lớn hay nói là uh, ở một mình là cô đơn, ở một mình làm uh, không có ai hết là mình khổ rồi mình này nọ. Nhưng em thì em nghĩ khác, em nghĩ là cô đơn thì một khi cô đơn thì ở mấy mình thì cũng sẽ cô đơn. Cô đơn là cô đơn. <laughs> có nhiều khi mình ở một mình chưa hẳn là mình cô đơn, mình độc thân nhưng mà chưa hẳn là mình cô đơn và độc thân cũng chưa hẳn là không hạnh phúc. Cái gì có thể xảy ra, chuyện gì có thể xảy ra, bất kể ngay bây giờ ở đây, ngày mai có thể có một cái bước ngoặt đến với mình mà. Mình làm sao mà mình biết được Không thể biết được Nên là bất kể bước ngoặt, thử thách Nó đến với mình Mình đều phải thích nghi Mình đều phải tìm cách giải quyết Nên là chị nghĩ là phụ nữ hiện đại là Bắt buộc phải thích nghi với tất cả những cái điều Nó có thể xảy đến với mình Biết tại sao em nói vậy không? Tại vì hồi, hồi, hồi em còn trẻ Khi mà một cái mối quan hệ Tình yêu hay tình bạn á mà em dành thời gian hoặc tình cảm nhiều á mà nó khi nó kết thúc á, em hay em hay có những cái lời nó hơi không phải em hay nói là ví dụ xuống quen bị tiếc á. nhưng sau này á, thì em lớn lên thì em hiểu là ờ ừ, hồi nhỏ mình có những cái lời đó là sai rõ ràng là trong một cái mối quan hệ đó thì mình cũng đã từng hạnh phúc người ta cũng đã từng tốt với mình người ta cũng đã từng yêu thương mình người ta cũng đã từng hết lòng với mình chỉ là nhiều khi cái duyên phận nó không còn nữa ừ. hoặc là nó có những thứ ảnh hưởng bởi xung quanh. Nó là một cái thử thách của mình, nhưng mà rõ ràng nếu như mình không bước qua những cái vấp ngã đó thì mình sẽ không 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 biết. Ví dụ như nếu như em không vấp ngã như mối tình trước em sẽ không biết yêu như thế nào. Đúng rồi. Em không biết cư xử như thế nào. Em sẽ không biết thông cảm và thấu hiểu như thế nào là nó đúng. À, giống như em em tin chắc rằng là sau này thì bước vào hôn nhân em cũng sẽ có rất là nhiều thử thách ở trong hôn nhân ừ. tại vì em chưa bước vô thì em sẽ, sẽ 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 chưa có trải nghiệm em luôn đón chờ nó với một cái tâm thế rất là hào hứng hạnh phúc vui vẻ nhưng mà em cũng hiểu là nó sẽ có bên cạnh những cái điều đó nó cũng sẽ có những cái thử thách cho bản thân của mình không chỉ mình mà kể cả Uh, người bạn đồng hành của mình là ừ. sau này có con nữa nó là những cái nó sẽ khác và rõ ràng phụ nữ mình sẽ phải thay đổi rất là nhiều và ở ở mỗi một cái cục mốc mỗi cái hoàn cảnh thì mình phải thay đổi đầu tiên là về suy nghĩ nè thời gian nè, cá tính của mình để mà mình phù hợp nhất là một người phụ nữ có gia đình tiếp theo là một người mẹ thì em nghĩ chị nói rất là đúng là mình phải mình phải trân trọng, trân, trân trọng những cái thất bại, những cái lần vấp ngã đó, đó để rồi. mà mình trưởng thành hơn, mình lớn hơn. Đúng rồi, nếu như mình, mình không đi qua mình không học được bài học nào đâu. Mỗi một uh, mỗi một chặng đi là, là mình phải học giỏi đấy để mình qua được những cái thử thách trong cuộc sống. Nó giống như là thi lên lớp vậy đó. Em ạ, à, nó không khác gì ngày xưa mình đi học đâu. Thì cái hành trình cuộc sống là một cái hành trình học mà Ừ. Học hết cái này đến cái kia, học hoài, học hoài, học nhiều hoài. Nhiều khi nó không chỉ đơn giản là cái từ học nó gói gọn trong từ kiến thức đâu nhá. Nó nó là học về trải nghiệm, học về cách ứng xử với người đối diện, đối phương của mình và học cách ứng xử với chính bản thân mình. Trong cái khi mà bất kể một cái điều gì xảy ra giữa hai người. Chị có phải là một người hay khóc không? Chị rất dễ khóc luôn. Tại vì chị xúc động lắm. Chị hay bị xúc động mà nhất là xúc động chuyện người khác ấy thì chị lại khóc nhưng mà chị hay chị hay kìm và chị học cách kiềm chế và có một người bạn nói với chị này nhá nói là đừng kiềm chế nữa. bởi vì mình mình cảm thấy nó giống như lúc chị cười ấy, là chị thấy vui là chị cười phá lên thì tại sao thấy buồn tại không khóc mình cứ kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều ấy là mình sẽ bị mình sẽ bị ức chế ấy cũng dễ đoán trong cái cá tính của chị tại vì em nghĩ là chị là một Kiểu, người mình nhiều muốn... tình cảm chị sẽ khóc nhưng mà chị hay khóc một mình Ê... và chị không có dễ khóc với nhiều người tại vì chị không muốn người khác thấy chị yếu đuối nhưng mà nhá, nó nguy hiểm đấy mà khi mà mình không muốn người khác thấy mình yếu đuối và lúc nào mình cũng trong trạng thái rằng là mình mạnh mẽ, mẹ... xài gồng, đúng không? Đúng nó sẽ thành một thói quen và lúc đấy em ở một mình cũng không khóc được luôn. Nên là chị nghĩ rằng là chị trải qua cái cảm giác là cố gồng để tỏ ra mình mạnh mẽ. Em không biết nó là may mắn hay là nó là sao nữa nhưng mà em là một người rất dễ khóc, em là một người rất dễ xúc động. Và mỗi lần mà có chuyện xúc động là em khóc, em nhiều nước mắt. Không phải là em mất ướt nhưng mà <laughs> em không có kìm được, nhiều khi em cũng cố gắng thì là kìm. đây nhưng mà không không phải là cãi nhau là em khóc mà là ví dụ một cái chuyện gì xảy ra mà nó rất là buồn là em rất là hay khóc hoặc là nói một cái câu một cái chuyện gì nó nó không liên quan đến cuộc đời mình mà mình thấy ở ngoài mà mình dễ bị xúc động là em khóc nhưng mà mẹ em thì ngược lại nha sau này sau cái chuyện này em mới hiểu là người khóc được là người sung sướng tại vì năm vừa rồi là ba em bệnh ba em mất từ ngày ba em bệnh đến ba em mất cho đến bây giờ mẹ em không khóc một giọt nước mắt nào, còn em thì khóc rất nhiều. Nhưng người đang bị hy sinh, tổn thương rất là nhiều là mẹ em. Ừ. Tại vì em khóc nhiều, em chịu nói ra, em chịu chia sẻ cảm xúc. Em đó. cảm thấy khóc đó, nó giống như là một cái để mình rửa cái vết thương của mình đó, ừ. mình thanh lọc nó còn mẹ em là không khóc một giọt nước mắt nào nhưng mà mẹ em có nhắn tin tại em biết mẹ em buồn em có nhắn với mẹ em là thật ra bây giờ thì ai trong gia đình cũng đang có những cái tổn thương hết mà con bây giờ con cũng đang rất là đau buồn con cũng không biết là sẽ giống như là động viên mẹ như thế nào nhưng mà mẹ cố gắng lên thì mẹ em chỉ nhắn lại em trái tim mẹ vụn vỡ Mẹ không có tìm ra được Một cái ý nghĩa để tiếp tục Thì từ đó là sức khỏe của mẹ em đi xuống hẳn Xuống hẳn luôn Là bắt đầu ốm rồi Đau đầu gói không đi được luôn Hồi xưa em muốn tin đâu nha Hồi ừ. xưa khi mẹ em nghe những cái Những cái mẫu chuyện hoặc là em đọc đó, Là thường một cặp một đôi vợ chồng già ở chung với nhau lâu một người mà người ta uh, phải rời đi trước thì người còn lại uh, sẽ rất là dễ bị suy sụp về uh, tâm lý và sức khỏe luôn thì em nghĩ là uh, với mẹ em là mẹ em cả cuộc đời rất là mạnh mẽ ừ. nên là mẹ em sẽ vượt qua được nhưng không mẹ em là sụp hẳn luôn ừ. xuống từng ngày từng ngày từng ngày đến mức mà em phải nói là gần đây là mẹ em không đi được tại vì nó bị thoái hóa khớp em cũng rất là lo xong em phải về em động viên mẹ em nhưng mà chỉ biết có những cái nỗi buồn á mình không thể nào mà mình mình ở bên á cũng chưa chắc là giúp cho người ta vui hơn mà chỉ có thể là người ta phải tự chữa lành cái vết thương đó của người ta Xong sau đó em nói đủ thứ Em nói là mẹ phải cố gắng đi được nha Con sẽ cố gắng đám cưới Con tổ chức đám cưới Bây giờ không còn ba nữa Thì mẹ sẽ đi đi um dắt con lên lễ đường cái kiểu thì uh, bắt đầu mẹ em mới chịu uh, đi chữa trị đi tập có nghĩa là họ có một cái điểm sáng để họ neo vào là ừ con gái của họ sắp kết hôn có ba người con nhưng mà chưa có người nào kết hôn hết ừ. rồi họ neo vào là sau này họ sẽ có cháu họ sẽ chăm sóc cháu của họ thì em cũng dùng những cái những cái um, điều đó để tạo cái động lực cho mẹ em thì xong rồi mẹ em cũng Ờ, hiện tại là cũng khá hơn rất là nhiều ý là đó mẹ em không có khóc một cái giọt nước mắt nào Không có giọt nước mắt nào nhưng mà thực ra là người tổn thương đến tột cùng ừ. nên mày thấy rằng là khóc được cũng là một cái cách mà em cũng nói hay nó giống như để rửa cái vết thương ấy. Nhưng mà cũng tùy thôi cũng tùy từng trường hợp thôi thì giờ chị khóc nhiều lắm chị khóc mà chị tưởng chị chị còn có lúc chị tưởng là chị sắp mù nơi mà tại ngày nào chị cũng khóc ấy Ngày nào hai cái mắt chị ứng bụp này nè Chị khóc cả một ngày luôn Khóc nhiều quá Đến lúc mà mình cảm thấy là Bị chai ừ, mình, mình, mình không còn muốn khóc như thế nữa Mình muốn thoát ra ừ. Em có hiểu cái cảm giác mà Kiểu vượt ngục không Đấy, tức là mình đang ở trong Cuộc sống gì thế này Tại sao mình lại cứ phải khóc như thế Tại sao là cuộc sống nó quá tăm tối như thế Mình phải thoát ra thôi Mình không muốn khóc nữa đấy nó là như thế nên chị mới bảo là cái việc khóc nó là từng giai đoạn có giai đoạn mình bị sẽ bị sợ cái việc đấy sợ cái việc là khóc luôn nhưng mà có những cái nó hay là em có thể dễ khóc thì em em tự chữa lành Bây được cho những cái là, không khi mà em buồn thì em sẽ nếu mà có thể em tâm trạng của em muốn khóc em sẽ khóc nhưng mà nó không phải là kiểu mít ứ và khóc bù lu bù loa hay là làm trận làm thượng khóc mà là ví dụ có những cái nỗi buồn thì rõ ràng phải khóc các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú Người ta hay nói là Thường á những cái chuyện thử thách trong cuộc sống Những cái điều nó không may mắn đến với mình Thường là chuẩn bị cho những người bình thường Chuẩn bị bước vào số phận của một người phi thường Chị có nghĩ như vậy? Chị, chị cũng đồng ý với quan điểm đấy đấy Tại vì nếu như mà kiểu mình không không đi qua thử thách gì, mình không kiểu chịu bất kể một cái áp lực gì ấy, thì làm sao mà mình làm được điều phi thường không có một cái động lực nào để mình có thể làm được em thì trước cái buổi nói chuyện này thì em nghĩ chị là một người xinh đẹp chắc chắn giỏi chắc chắn mạnh mẽ bản lĩnh nhưng mà sau cái cuộc nói chuyện này thì em thấy chị là một người phụ nữ phi thường ít nhất là trong mắt em tại vì chị dám nghĩ dám làm dám hy sinh uh, chịu đựng chấp nhận và sau đó thì đến một lúc chị chọn vượt qua đối mặt đó là những cái điều mà phi thường không phải ai cũng dám làm, dám bước ra cái vùng an toàn. Nên là rất là ngưỡng mộ chị và rõ ràng em thấy chị tham gia chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng nó là một cái quyết định rất là đúng đắn. Khi mà chị xuất hiện và chị bước ra sau chương trình nó nó rất khác nó truyền cảm hứng rất mạnh mẽ. Có thể là đối với những bạn trẻ thì chưa có thấy rõ, tại vì các bạn còn quá trẻ. Nhưng đối với những người mà đã từng yêu, đã từng vấp ngã, từng tổn thương, hoặc là những người giống như em trong tâm thế đã có trải nghiệm rồi nhưng chuẩn bị bước vào hôn nhân. Và chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái thử thách. Không có gì giống như chị nói mình không biết trước tương lai. Cho nên là uh, khi em nhìn thấy chị em 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 được truyền cảm hứng rất là nhiều là tổn thương đau bấp ngã nhưng sẽ luôn luôn đối mặt nó với một cái tâm thế lạc quan nhất mạnh mẽ kiểu người phụ kiểu nữ sáng mà sáng. không nó đúng hơn là kiểu người phụ nữ cầm lên được và biết bỏ xuống được nhưng sẽ bỏ xuống đúng lúc đúng cái gì cầm được. lên được thì đều có thể buông xuống được mà nhưng có nhiều người thì không <laughs> đúng rồi nhiều tại người vì người cái không việc muốn... mà tình cảm là cái thứ mà rất là khó bỏ khó suy nghĩ luôn nó sẽ làm mình bị kiểu giống như là lúc ấy mình không biết là mình nên phải làm gì nhiều thứ nữa ờ, thứ nhiều thứ nó chi phối thứ. lắm nhất là trong chuyện tình cảm chẳng ai có thể nào mà nói hay được đâu chị cũng đã từng không buông được và bây giờ chị có thể buông được thì chị nghĩ rằng là cái cũng cái cũng có cái mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc ấy là bởi vì chị có thể truyền được cảm hứng cho những người ở trong hoàn cảnh giống như chị và những người chuẩn bị bước vào hôn nhân như em, yeah. đó là rất nhiều đối tượng. <laughs> thì uh, chị cũng muốn gửi lời cảm ơn uh, Minh Tú vì uh, đã mời chị đến để chia sẻ và cũng là lần đầu tiên nói chuyện với em luôn. chị chị thích em lâu rồi <laughs> nhưng mà hôm nay mới có cơ hội chia sẻ sâu hơn thì uh, hôm nay là một buổi và uh, hai chị em mình cùng truyền cảm hứng uh, cho tất cả mọi người đang theo dõi cái tập post khác của em chúc đầu tiên chị phải chị phải chúc là gửi lời chúc tới mẹ của em là sẽ mau khỏe chân khỏe lại và sẽ chúc cho cái chặng đường sắp tới của em nó sẽ có nhiều thứ thăng hoa cảm ơn chị Diệp Lâm Anh rất là nhiều đã dành thời gian ngồi ở tập podcast này của em bản thân em trước là em cảm thấy được một cái buổi nói chuyện nó rất ý nghĩa em thấy được uh, những cái sự mạnh mẽ những cái nghị lực của chị những cái cố gắng của chị uh, em cũng hiểu hơn về chị và em cũng tin chắc rằng là tất cả các bạn khi xem tập này uh, những bạn đã tổn thương hoặc đang tổn thương uh, cũng sẽ có những cái giống như chị nói đó cái chia sẻ online để mình cảm thấy mình ấm áp hơn có một cái nghị lực để mình có cân nhắc trước những cái quyết định của mình hoặc xa hơn là những bạn còn trẻ chắc chắn là ai tất cả các bạn dù là uh, phụ nữ nói riêng hoặc là kể cả các bạn uh, giới tính nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc mình cũng sẽ đứng ở những cái gọi là bờ vực giữa sự lựa chọn hy sinh tổn thương uh, vấp ngã để mà mình uh, phải chuẩn bị một cái tâm thế, một cái tinh thần để mình nhớ rằng là à trước đây mình coi uh, có một nhân vật là chị Diệp Lâm Anh cũng rất là xinh đẹp, cũng rất là giỏi giang, rất là bản lĩnh nhưng mà cũng có rất là nhiều khó khăn nhưng mà cái người ta đã đối mặt và vượt qua nó như thế nào. Uh, nên là các bạn uh, hãy enjoy cái buổi nói chuyện này và hy vọng rằng các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye. bye. <cười> <cười> Thả tim cho em và thả tim cho tất cả khán giả của Minh Tú cũng như là mọi người đang theo dõi Minh Tú và Giờ Lâm Anh nói chuyện nãy giờ. Bye bye mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.